Đang giờ buồn quá, có yêu không ta? Thì không biết từ đâu trong trời bà này bà bay vô. Bà nó bay vô bà là bà nó quất luôn đi anh. Trời ơi, quá dữ. Cầm em vô. Rồi ok em luôn. Xong cái cổ mới hẹn em đi coi phim. Mà chị Hồng Vân biết đó, hồi sinh viên mà ăn còn không có tiền sáng này nọ thì làm sao mà đi coi phim này nọ. Nghe con những người rủ coi phim mừng lắm, bỏ trên chiếc xe Mio chút xíu à mà không thấy được chiếc xe. Tại vợ em nè, thấy hết không thấy cái ghế rồi, cô Vân là hiểu rồi. Bị mềm mình quá. Hả? Rồi xong rồi cái em mới sợ rồi bắt đầu cũng ráng gọi điện hỏi thử có phải không. Cái bắt máy rồi, rồi chết rồi. Cái mặt xuống cái em trời sao không giống trong hình má ơi, xấu quá chết rồi không được nó bụng rồi. Cái lá hồi bài cũng phải lịch sự mà không lẽ giờ mình bỏ chạy liền thì kỳ quá. Thuận thì em tên là Lê Bảo Tính, em đang là kỹ sư tin học và em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Thiều Trọng Tuyết Ngân, năm nay em 24 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và em đang là giáo viên mầm non à. Wow, mầm non quận mấy vậy? Dạ quận Bình Tân ạ. Tại vì con tôi cũng đang học trường mầm non. Xin hỏi các bạn là các cơ duyên nào các bạn quyết định tham gia chương trình Vợ Chồng Son này? Em là fan của chương trình nè, nên là trước khi cưới là em đã muốn xem rồi, nên là vừa cưới xong là em lo đi đăng ký liền. Dạ lâu rồi cưng? Dạ thì em cưới được 7 tháng rồi ạ. Bây giờ xin một tràng pháo tay cho cặp vợ chồng quá son này. Anh hỏi nè, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Nói chung là hai vợ chồng em gặp nhau trong một cái trường hợp rất là tự nhiên. Bữa đó em rảnh rỗi cái em lên một cái group, em đăng giờ ai kết bạn với mình đi thì mình sẽ làm cho một cái lon intern như rồi. Quá mới đăng lên em tưởng ít người, một hai người thôi, trời ai về lá hồi vô cả ngàn. Rồi em ngồi in nguyên một đêm mà tại lỡ hứa rồi không in nó chửi chết. Rồi xong rồi sao cái đợt đó đâu còn ai đâu, tại phong trào mà cái em tức quá thả thính tiếp cây đăng bây giờ buồn quá có yêu không ta thì không biết từ đâu trên trời bà này bà bay vô. Bà nó bay vô bà là bà nó quất luôn đi anh. Trời ơi quá dữ. Cầm em vô. Rồi ok em luôn. Xong cái cổ mới hẹn em đi coi phim. Mà chị Hồng Vân biết đó, hồi sinh viên mà ăn còn không có tiền sáng này nọ thì làm sao mà đi coi phim này nọ. Nghe con những người rủ coi phim mừng lắm. Bữa đó em cũng mặc đồ lịch sự đẹp đẽ đồ đi coi phim, cái hẹn nhau ở ngay chỗ ngoài cây xăng, cái là vợ em tới trước là đứng ở đó trước rồi, mà em tới em thấy là em nghi nghi rồi, chắc là cái bà này rồi, mặc đồ như ninja rồi mặc kính ha, rồi mà buổi tối mà lúc đó là đã 6-7 giờ đêm rồi mà vẫn còn mặc cái váy mà chống nắng đó. Trời ơi, rồi đeo bịt khẩu trang mà ngồi trên chiếc xe Mio chút xíu à mà không thấy được chiếc xe. Tại vợ em nè, thấy hết không thấy cái ghế rồi, cô Vân là hiểu rồi. Bị mềm mình quá hả. Rồi xong rồi cái em mới sợ rồi bắt đầu cũng ráng gọi điện hỏi thử có phải không. Cái bắt máy lên rồi chết rồi. Cái mặt xuống cái em trời sao không giống trong hình má ơi, xấu quá. Chết rồi không được nó bụng. Rồi cái lá hồi cái bài cũng phải lịch sự mà không lẽ giờ mình bỏ chạy liền thì kỳ quá. Cái em mới chạy lại em giả bộ nói chuyện vậy thì mình đi hả em. Rồi cái là em thò tay em túi giả bộ mấy người bấm rồi định chuồn em tắt nguồn rồi em cố tình em chạy thiệt nhanh, em chạy đang giống như là dòng đời tấp nập rồi mình vô tình là mất nhau đó. Rồi cái gì về mà nhắn tin thì em nói rồi điện thoại hết pin rồi không thấy em đâu, em đi về luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà cái số làm sao lúc đó em đi chiếc xe vợ cùi quá chạy không được, chạy mà cái bô cái tạt giống nghe lớn quá bả chạy theo được. Quay lại dẫn sau lưng, chạy tiếp, quay lại dẫn sau lưng, chạy tiếp, tới đọc phim luôn. Rồi, vô đọc phim thì em thì thích coi phim kinh dị. Nhưng bà này bà không có thích, cứ vô là bà ý, anh ơi, sợ. Anh ơi. Lâu lâu chạy qua đụng em cái. Em coi phim ma không sợ mà bà đụng cái em hết hồn. Thật ra là... Bạn có cảm nhận được là bạn này né mình không? Dạ không, em nghĩ chắc anh này anh thấy đường đông quá, anh chạy cho lẹ thì sợ trễ giờ. Rồi, muốn chùn cái cô này rồi. Mà tại sao hai đứa lại yêu nhau? Tại vì em từ từ cái thì cũng nói chuyện thấy cô này cũng tốt. Làm giáo viên này nọ cũng được. Rồi xong cái đi về, cái em đi học nhắn tin em có rảnh không mình đi ăn trưa luôn. Trời đang đói gần chết thì những người dẫn đi ăn. Rồi lúc mà đang ăn thì sao? Lúc đó em cũng chưa có cảm tình gì hết, chỉ nghĩ là bạn bè thôi, tại vì lúc đó mình cũng mới chia tay người yêu cũ. Buồn quá nên có bạn đi chơi thì mình vui vậy thôi. Bữa đó ai báo? Dạ em. Em báo. Dạ tại em thấy bạn này thật ra cũng không có điều kiện mà bạn cũng nhiệt tình á, nên là mình nghĩ thôi bạn bè đi chơi nhau mình cũng không có tính toán. Ủa từ lúc đó cho đến lúc sau này cái giai đoạn yêu nhau đó, dạ, em có thường xuyên phải trả tiền và bao ảnh không? Có, tại vì lúc đó là em đi làm rồi. Còn ảnh chỉ là một sinh viên thôi. Mà nhà dưới quê nữa. Dạ không anh, mình giống như là mình ăn cái nào thì mình rào cái đó vậy. Có thiết âm luôn từ trước rồi. Giờ em mới biết luôn á chị. Em là người bị hại. Rồi anh hỏi nè, vậy thì có khi nào em đến nhà em đưa anh ấy đi ăn luôn không? Dạ có luôn. Trời ơi có luôn. Lúc đó em nghĩ gì về cô ấy? Em nghĩ thương lắm, tại lúc đó là nhà em là ở bên chỗ cầu Nguyễn Cừ, còn nhà cổ là tuốt ở bên Bình Tân. Mà chiều nào đi dạy về xong là em đi học về, là em tắm rồi xong là phải có mặt ở trước cửa nhà em chờ. Trời ơi thương quá. Rồi em có nghĩ vợ em là đại gia? Trời ơi nghĩ chứ. Nhiều khi nói trời chắc bà này bà đại gia nè. Trời ơi. Thì đi rước em nha, mỗi ngày là đi một chiếc xe luôn nha cô Vân.
ai về là nhà anh chị em đông cho nên người có một chiếc chiếc mình hết xăng là qua đó người nhà chiếc người khác. Ủa nhưng mà điều gì mà khiến em nghĩ cô ấy là đại gia nữa ngoài cái chuyện đi xe nhiều? Mỗi lần đi chơi là trả tiền tự nhiên tao cầm ra một sấp tiền vậy nè, cứ đi là thôi ghê vậy, tiền lẻ hay tiền trắng mà một sấp. Em nói bà này bà đại gia. Thì ra sau này em mới biết được là lúc đó là cổ có một người bạn là giống như gửi tiền về đưa giùm cho người nhờ nhà em chuyển hộ nhờ chuyển hộ dạ, nhờ em chuyển hộ Nhưng mà cái cảm nhận vợ là đại gia nó có là cái chất xúc tác để mà tình yêu tới lẹ không? Cái chất xúc tác đó là chỉ là bạn thôi. Rồi xong rồi sau này là tới cái lúc mà em đi học quân sự cực khổ, nó học một tháng trời ở dưới quận 9 Bình Dương. Thì đó cứ cuối tuần là từ dưới Bình Tân chạy lên trên em rước em về. Rồi cái lần cuối cùng là vừa mổ mắt xong chưa được 6 tiếng nữa đem mấy kiến bay lên rước em về. Rồi là lúc đó em nói trời cô này tốt quá rồi, bây giờ mà mình mà không có nắm bắt mà để mất cô này là không biết kiếm được ai thương mình được như vậy nữa. Có cảm giác là vẫn thương không, như là mẹ không? Rồi nhiều khi em thấy giống như mẹ, giống như trời ơi, chăm mẹ là chỉ có mẹ chăm con vậy thôi đó. Cái này là chỉ còn thiếu một chi tiết là đút cho ăn thôi. Ê, có đút chứ, là có luôn à? Đút được trời ơi hay vậy, đút mà đút bằng mũi hay mớm? Nhiều khi muỗi nhiều khi mớm. Trời ơi. Cưới rồi đúng không? Đẹp đúng rồi. Cưới chứ là đúng không? Không bỏ được. Rồi bây giờ cưới nhau về đi. Có còn chăm sóc và lo lắng như vậy không? Trời ơi. Cho vợ nhường, vợ nói trước cho đi. Cho em vạch mặt trước. Đúng rồi. Dạ. Cưới ảnh về ha, em thấy ảnh ngày nào cũng giận, ngày nào cũng có chuyện nó giận. Chuyện nhỏ cũng giận, chuyện to cũng giận. Con người hay giận. Dạ đúng rồi. Nên là giận riết rồi em cũng mệt quá, em không có xin lỗi luôn, cũng không năn nỉ luôn. Nhưng mà anh có con anh biết nè. Con anh trong cái tuổi mà nó giận lên cái là nó nhảy đành đạch đó. Anh ấy có giống vậy y chang vậy luôn. Trời ơi. Có luôn hả? Chỉ thằng con là con quá. Tiếp cho anh nghe coi. Nhiều khi đang đi chơi á mà có mỗi chuyện là chọn quán ăn hay là qua uống nước ở đâu thôi mà hai đứa mà không có thống nhất được là bắt đầu anh giận lên, nhảy xuống xe, đứng ngoài đường luôn vậy á. Mà đứng ngoài đường có dãy đành đạch không? Dạ không, chỉ đứng góc vậy á, xong rồi mình khều cái lẫy rồi vậy, khều bên này cái lẫy bên này. Tại sao vậy? Em không biết nữa, nếu như cái tánh của em giống như trong đầu em lúc nào cũng phải có một kịch bản vậy đó. Mà tự nhiên chặt đường ra kịch bản thì làm tức. Em tức lắm, không chịu được. Tới giờ vẫn vậy. Dạ. Cái tánh em như chở bánh tráng vậy á, đang giận 5 giây cái quay qua xin lỗi cái không sao đi chơi. Rồi, giận là vợ năn nỉ, đúng không? Dạ, mê game. Mà lười lắm, về nhà không bao giờ phụ em việc nhà đâu. Mấy ngày đầu tiên mới cưới á, em ở trên trường á, nhiều em đói bụng thì em nhắn tin cho ảnh là anh nấu cơm nhà anh đem lên. Là cả trường ai cũng ghen tị với em hết. Chỉ được có một lần thôi, sau đó là không bao giờ đụng vô nấu cơm hay gì hết. Vợ về là vợ phải làm hết. Rồi, con chồng tới phiên em, hãy kể cho anh nghe đi. Cô ấy sau khi cưới xong á, đi ăn thì giờ tới em trả tiền. Rồi xong rồi bắt đầu cổ giống như là không có theo cái đường dây của em, kịch bản của em nữa. Nó cứ đi chớt qua. Vậy phải không? Sao cô nói mỗi lần em giận là cô phải năng lực. Giống như là em trong đầu suy nghĩ là vừa làm về mở cửa vô là vợ nhảy lên ôm hết. Ôi chồng anh mới về rồi các kiểu, chuẩn bị ăn cơm nha anh, tắm rửa đồ đi. Mới về mở cửa ra cái mặt trầm bực. Anh mới về. Trời ơi, em bực giận, không nói năng gì hết. Rồi biết giận mà bà không hiểu là em giận cái gì. Nhiều khi em tức lắm, em giận mà em phải nói ê anh đang giận cái này xong rồi quay qua giận tiếp thì cổ mới biết cậu xin lỗi. Chứ còn không là im luôn là tự nhiên cũng không biết em lỗi gì vậy anh. Rồi sai kịch bản của mình tính trước. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Khó chịu. Anh muốn hỏi có khi nào mà bà tức quá không em năn nỉ luôn? Trời có chứ. Cương lên luôn. Cái em giả bộ là thôi chia tay đi. Bà nói đưa lên đây tôi ký. Em bực mình quá, xách giỏ. Thôi anh đi, em ở đây một mình đi. Em bắt đầu chạy ra đóng cửa khóa chốt lại. Em tưởng là giết em hay sao chứ. Cái cửa cái cốt đứng dậy như nè. Mà đứng cái là hết cái cửa rồi đó. Là em cũng không còn khóa chốt cũng đâu ra được đâu. Xong rồi cái ôm em lại cứng ngắc lại luôn. Thôi đừng có đi, em xin lỗi rồi mà. Rồi xong, em giận hết liền. Là hết liền luôn. Hết liền luôn. Rồi em cái cảm giác của em tới giờ phút này á, thì đây vẫn giống như một người mẹ bảo bọc cho em không? Có bị la, bị mắng, bị đánh đòn không? Không, em thì không có bị la mắng, đánh đòn đâu. Chắc ngược lại. Ngược lại là em la vợ hả? Dạ, ví dụ như mỗi lần mà em làm gì sai á, cổ lên lớp em nha. Anh ấy không được như vậy, anh không được như vậy. Làm mầm cái ngay. Xong rồi cái em giận, lát hồi bạn sẽ xin lỗi em. Có thì vẫn là nít. Hỏi gì còn tôi đoán nha, tôi đoán nha. Dạ. Có khi nào mà em giận quá, xin lỗi cũng không chịu tha luôn, bắt nằm xuống quánh không? Có chứ, tốt lắm. Em bị lần rồi. Có luôn hả? Em bị một lần. Sao kể nghe coi. Hôm đó cũng giận quá, xong rồi sáng hôm sau anh về bắt đầu á, anh thấy em xuống nước với ảnh rồi, cái anh kêu em lại anh nói, xong bắt đầu á đòi là em phải nằm xuống cho anh đánh một roi cho hết tức. Vậy á? Dạ. Nằm sấp xuống với chồng đánh á. Dạ. Tại mình vậy? Cảm thấy mình cũng có lỗi gì cho. Lấy cái đũa hả? Đánh vô mông. Mà mới đánh nhẹ xuống cái tự nhiên nước mắt phải chảy rồi. Cho em nói trời ơi bộ mình đánh mạnh lắm hả ta. Thôi chết rồi, nó mạnh quá không được. Cái là hồi ôm. Thôi xin lỗi mà không có gì. Thôi vợ chồng mình thịt nay ấy lại nha em nè.
Bây giờ anh hỏi em nè, vợ em còn cái tật gì nữa không? Tật thì cũng nhiều mà em bực mình nhất cái là giống như vợ chồng á, thì em là em thích gần gũi, em thích giống như gọi là nâng niu âu yếm vậy đó. Nhưng mà vợ em thì bị nhột, đụng đâu cũng nhột. Phải không? Đụng đứa coi. Nhiều lần thấy em vậy đó, cái cũng ráng cho em ôm em vuốt ve đồ các kiểu, xong rồi đó họ thấy chịu không nổi nữa, nước mắt chảy ra luôn rồi em thôi từ nay anh không có chọc lét anh nữa. Em có bị mất hứng không? Cũng hụt hẫng, nhiều lúc buồn lắm. Nó chắc cô ấy không yêu mình hay sao á. Đó nghe anh Thuận hỏi bậy thế này, hỏi đi. Dạ. Vậy cái đêm tân hôn á. À thì mình làm việc một cửa ra chứ mình đừng đi vòng vòng nhiều quá. Nhưng mà cuộc đời đôi khi á chúng ta phải đi vòng vòng rồi bước vô cửa được. Đi vòng vòng bị cấm vận luôn, khỏi vô cửa luôn đó. Cho nên mình phải biết hôn chứ. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như hai vợ chồng uống cà phê hay là đi coi phim gì đó, chồng ôm rồi chồng nựng này cái nọ là em không chịu nổi không nhột. Cái đó đi ngoài đường là càng không luôn. Vậy đó hả? Em giống như em bị dụ theo từng cấp bậc đó chị. Giống như hồi mới quen không, ở quán cà phê này nọ thì nó hoa anh em giáo viên mà lỡ phụ huynh em thấy thì kỳ. Rồi xong rồi cái về nhà cổ á thì nó anh tránh xa đi, ba má em thấy mắt công kỳ muốn cưới đi. Rồi em bị dụ theo chồng nữa, mà cưới xong về thôi em nhột quá anh ơi. Rồi không khẽ luôn, đi khẽ. Không luôn, thấy mặt em đáng thương là chị hiểu. Trời ơi. Rồi thì giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì vợ em cái gì cũng được hết rồi, thì chỉ còn có cái đó là nhột thôi. Còn rồi, em còn sao? Em cũng mong muốn anh thay đổi là bớt ham chơi lại, bớt mê game lại, chịu lắng nghe em nhiều hơn. Mà anh mỗi lần em nói là anh giận, không bao giờ chịu lắng nghe em hết. Sao vậy? Bộ nói không đúng hả? Cái cách nói của bà nó khó chịu lắm cô dân, giống như gọi là người ta nó gọi là móc câu á. Chứ cổ không có đi với vấn đề như bình thường. Mà em tức cổ không tin đó là móc câu, em tức em đưa cho bạn bè em coi. Mà ai cũng chịu mà không một mình cổ là không chịu thôi. Cô không thừa nhận đó là móc câu. Đúng rồi, mà cái tánh của em là rất là bị dễ kích thích bởi những cái móc câu đó lắm. Cho nên chỉ cần đụng câu làm đó khó chịu, làm sao mà vô vấn đề nói chuyện nhau được, đúng không vậy? Em xin đính chính lại là tại vì mỗi lần mà em muốn nói với ảnh đến một cái quan điểm gì đó là em biết là anh sắp làm cái đó là sẽ sai đó, sẽ gặp rắc rối như vậy đó, nhưng mà ảnh không bao giờ em nghe, em vẫn để cho anh làm, anh làm sao anh gặp rắc rối. Xong em mới lấy cái ví dụ đó là anh đó, anh coi là anh đi đó, anh vừa mới mất cái đó đó, anh vừa mới hư cái móc đâu. Không phải, cái tánh của em giống như là em biết cái đó sai đi, mà ví dụ như nói đàng hoàng thì em chịu. Mà giống như cứ nhai hoài là em ghét, em không thèm sửa, em làm tiếp cái đó nữa. Em làm cho bỏ tức. Chị thấy vậy, nếu mà chồng đã nói như vậy rồi á thì vợ thử hôm nào á góp ý một vấn đề nhẹ nhàng say đắm, thậm chí trong lúc góp ý á có thể nắm tay em chủ động trước đi. Em đừng cho chồng, tại mình bị cái bệnh nhột, giờ mình là người chủ động nắm tay chồng rồi vuốt ve chồng trước đi, rồi á tự nhiên lúc nào đó cái cộng hưởng á tự nhiên chồng vuốt lại mà mình không có cảm nhận là chồng đang vuốt thì nó sẽ quên cái nhột đi. Tại hầu như là tụi em bị dớp thôi, nó bị một cái giống như nó cứ bị em, rồi em thì quá vuốt lắm mà. Không, em thì bây đúng. Giờ chị nói giờ thử, hiểu không? Dạ. Rồi từ từ em cũng đừng có vuốt lại liền, em cứ từ từ để luyện cho cổ đi. Có con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Còn em bé nó còn bú mẹ nữa, rồi còn nhột cỡ nào? Không lẽ không cho con măm măm đúng không? Dạ. Thôi, xin chúc hai em mau chóng có tình vui. Và em phải luyện làm sao để cho cô ấy phải hết nhột. Thôi, cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn hai em nha. Chào hai em. Dạ, anh chị. Nói nghe nè, lên trên này có hồi hộp lo lắng gì không? Cũng có. Có không? Dạ có. Bây giờ làm cách nào để cho hai em hết hồi hộp lo lắng đi? Vỗ tay nha. Dạ, giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Quang Liêm, hiện làm nhân viên, còn đây là bà xã của em. Còn bao nhiêu tuổi Liêm? Dạ, hôm nay em với bà xã em 25 tuổi. Còn em? Em tên là Thùy Dung, em nội trợ. Dung và Liêm là lấy nhau bao lâu rồi? Gần 5 năm. Giờ có em bé chưa? Con của em gần 4 tuổi. Hai đứa là quen nhau trong trường hợp nào đó? Dạ, ở chung xóm, lúc đó là còn nít mà. Thường cái xóm của em là không con gái. Tự nhiên bữa đó, trong tường xóm ra có một cô bé đứng trước chờ ai đó. Mà nhìn tươi lắm, nhìn xinh tươi lắm, mặc đồ thon, hàng ngon, tưởng mất ghê không à. Chị đã lại chọc, chị ê em. Chị quay lại cái là mình gọi là hoàn toàn sụp đổ. Trời ơi, kim cương, mình thốt luôn vậy nè. Là sao? Kim cương. Mà em chửi quá trời luôn. Nói trời ơi, người đâu mà vô duyên, tao bị gì kệ người ta. Rồi sau cái chửi đó làm sao? Thì em cũng không có ấn tượng gì, thì lúc đó nhìn ảnh như con nít vậy. Chưa dạy thầy, chưa dạy thầy. Em chưa dạy thầy luôn. Dạ chưa dạy thầy, nửa năm sau bắt đầu mới dạy thầy lớn, đẹp trai. Mà lúc đó vợ em dậy thì chưa? Dạ có rồi nên mới có mụn. Dạ. Vậy giờ hai cái dậy thì gặp nhau sao? Tại vì vợ của em đó là hồi xưa giờ ở trong nhà không à. Ở đó 7 năm trời mà em mới biết. Nhưng mà từ lúc đó là mật nhịp độ ra ngoài chơi thường xuyên hơn. Có phải là để ý Liêm không? Dạ. Rồi ai là người tỏ tình ai chứ? Em là người tỏ tình với ảnh. Tỏ tình với ảnh bằng một bức thư. Viết sao Liêm? Có nhớ được một vài dòng điển hình không? Không, em không để ý, em chỉ nói là Dung thích Liêm là được rồi. Tại hồi đó mà cái gái thích là thích lại. Bao lâu thì tụi em mới kết hôn? 6 năm sau mới kết hôn. Tại vì em biết em có em bé. Có nghĩa là do bác sĩ bắt hả? Dạ. Thì lúc đó thì em không biết vui hay buồn nữa. Mình đang được có bồ nè, rồi mà được đi vui vẻ nè, thì không đùng cái kêu có con. Rồi mình sẽ nghĩ đến chuyện cưới.
nghĩ có nhiều cách đi ra. Lo. Lúc đó là cái cảm xúc của em sao? Cảm xúc của em rất là sợ, mà vừa mừng mà cũng vừa lo, chưa tới đâu vào đâu hết, mà giờ đã có em bé vậy rồi, không biết giờ làm sao. Thì em rất là hụt hẫng. Kể với ba mẹ thì ba mẹ nói còn nhỏ quá, tuổi ăn tuổi học chưa tới đâu hết mà. Tụi em cũng thuyết phục với ba mẹ, mới là hai bên cũng cho. Ví dụ lúc đó gia đình hai bên không đồng ý, tụi em tính sao? Em có một bà dì bà hay lắm, để tao luôn. Bà dì của bé Dung. Tụi em cũng may mắn là tụi em được cái sự gọi là gia đình đồng ý. Bây giờ còn ông bà già kêu đẻ đứa nữa. Thôi bỏ đi, từ từ đi. Bây giờ các em đã sống với nhau 5 năm rồi đúng không? Dạ, 5 năm. Vậy thì tật xấu của vợ em nhiều không? Cũng không có gì xấu, chỉ có cái dữ dằn khó chịu ó năm không quan tâm tới em thôi, chứ không có gì hết á. Quá đáng. Ó đâm. Cái ó đâm của vợ em cái gì nó như thế nào? Nó ghét không trả lời luôn, hỏi cái gì không trả lời. Ó đâm nó là hai con ó đâm nhau à? Đang muốn đâm nhau vậy đó. Vậy á. Rồi có nghĩa là có ghen tuông không? Ghen thì cũng có. Hồi đó là cái tiêu chí em lại có một vợ, hai bồ, năm người. Giờ có vợ này mình bỏ cái tiêu chí đó đi. Thì giờ... bỏ tiêu chí rồi, một vợ một thôi. À, một vợ với hai bồ nhí nè. Ủa Dung, vậy chứ đó giờ hai con bồ của ổng em có ghen không? Hồi đó có phát hiện ra có quen một người bạn. Là trong lúc yêu nhau là phát hiện hay là lấy dạ, nhau không, về? Lấy nhau về, khoảng trong vòng 2 tháng. Thấy có dấu hiệu là ngoại tình, đi làm thì giờ trễ. Tối thì lúc nào cũng nằm ôm lóc tết, nhắn tin cho bạn đó. Em tình cờ em đọc được tin nhắn đó. Tin nhắn sao? Thì hẹn nhau đi chơi, đi xem phim. Mà hả? Không kể ông lấy gì vậy? Cái gì vậy? Không, em cứ kể đi, không sao đâu, chuyện cũ rồi mà. Kể là đi, cho tức chơi. Sao cưng hẹn tiếp? Đi xem phim rồi này nọ, thì em có lưu lại số điện thoại của trong tin nhắn ở trong Facebook đó. Các em gọi cho bạn đó, bạn đó chưa biết là chồng em là có vợ. Thì chồng em là giấu. Các em mới gọi điện hẹn cho bạn ấy ra để nói chuyện. Lịch sự quá, lịch sự. Mà em hẹn người ta mà em không có dám ra. Kỳ vậy? Em nhát, em không dám nói chuyện với bạn ấy. Nhưng mà em về em nói với chồng em là hả, tại sao anh đối xử với em vậy? Giữa em với bạn ấy anh chọn một người thôi, anh đừng có làm vậy, em buồn lắm. Em cũng nói là lúc em cưới sớm quá, em tâm lý em chưa ổn định. Thật sự là mới vừa cưới xong em còn chưa có xác định là mình có vợ có con sớm như vậy. Nên bị gọi là, người ta gọi là say nắng á. Nhưng mà sau đó thì khi mà vợ nói vậy rồi chồng có ra giải quyết cái chuyện đó không? Cái vấn đề mà hai người đó gọi là hẹn gặp nhau thì không biết. Nói thiệt đang chở cô bé phía sau lưng á. Cô bé nó nói với em, ủa Liêm có vợ hả? Làm em nghĩ như là bỡ ngỡ. Mình gọi là đứng hình thắng xe lại, mình quay mình dòm chỉ xong mình quay lại chở chị về, chạy về nhà. Lúc đó mới lấy vợ mà sao say nắng lẹ dữ vậy? Khi mà cưới về thì nó không còn được như mà khi mà lúc mới quen nữa. Nhưng mà khi có cô bé đó nó làm thì mình có cảm giác như là được quen lại một cái gì đó mới. Có nghĩa là cô bé đó có những cái mà vợ mình chưa có. Dạ, vô tình chưa có và chưa đã có mà hơn. Đã có mà lại quên đi đúng không hay sao? Chắc là vậy. Vậy đó là cái gì? Ví dụ nói đi là... để vợ em biết, mốt vợ em cập nhật vô. Dạ, vợ em chưa có là cái xã hội giao tiếp á. Ít vợ em mới ra đường lắm. Cô đó thì dạng dĩ hơn. Cô đó là giao tiếp nhiều. Dạ, rồi dạng dĩ hơn thì rồi cách nói chuyện của cô đó là hay. Hay đó, giờ về đi học khóa MC đi. Hay để cuốn hút mình. Cái vấn đề thứ ba là nguyên đám ai cũng độc thân, mình nói mình có vợ kỳ lắm. Là giả bộ nói là mình độc thân đó, phải không? Mình còn trẻ quá, không ai nghĩ mình lúc đó mình đã có con có vợ rồi. Khi đi làm em cũng dám nói. Rồi giờ có nói với bạn nào em còn độc thân không? Không hết rồi. Giờ trên Facebook em đăng em có vợ con hết trơn rồi. Thì hả, thương quá. Thì hỏi anh em nè, ví dụ như bây giờ á, vợ em mà say nắng một người nào sau khi đã lấy em rồi thì cảm giác em sao? Thì chắc cũng phải như vợ em thôi. Cũng là hẹn ra lên Facebook. Không, lần này là không, mẹ không có nhát đâu. Em dám lụi luôn á. Thấy chưa? Ghê chưa? Ghê chưa, ghen hơn em nữa. Nó giỡn thôi chứ nói cũng như vậy, nhưng mà mình là sự mà cũng nói chuyện nhau tại sao như vậy. Đôi khi cũng phải có lý do gì đó chứ không ai mà tự nhiên thích như vậy. Rồi bây giờ tình cảm của hai vợ chồng như thế nào? Cũng khá là hạnh phúc. Cảm ơn trời, cảm ơn đất vậy. Tình cảm của chồng em dành cho em sau cái cú đó thì như thế nào? Thì ảnh cũng hiền và ảnh tốt với em, mà chỉ có cái là ảnh lười biếng với lại vô tâm với em lắm. Sinh nhật của em hay là mới cách đây khoảng chừng mấy ngày là ngày lễ kỷ niệm cưới nhau 5 năm mà anh không nói với em câu nào hết, không có tặng gì cho em hết trơn. Em quên hả hay là em nhớ mà em coi như cho qua? Không nhớ chưa. Em không để ý tới em. Sao vậy? Tại vì em cũng chả biết tặng cái gì. Thế cái hai là thường giờ em thích đi ăn thì em dẫn đi ăn thôi, nhưng mà không chịu, đòi phải tặng quà. Em thích tặng quà hơn là ăn. Hai đứa sau khi lấy nhau rồi đó thì có hay đi chơi không? Đi dạo vòng thành phố vậy đó.
Rồi trong lúc đi vậy có tâm sự gì với nhau không? Có bao giờ mà hai vợ chồng tâm sự với nhau là hỏi là chồng với chồng cái ước mơ của chồng đã làm sao, hoặc vợ vợ ước mơ của vợ như thế nào không? Chắc chưa. Dạ chưa. Chưa. Chưa hả? Dạ. Tại vì em cứ nghĩ là nếu mà vợ chồng với nhau thì mình cứ lo gia gia đình, lo cho con cái thôi, chứ không có nghĩ là mình phải tâm sự. Lúc tham gia chương trình này em mới biết được là mình cần cái điều đó, em cũng mới biết từ đây luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Có nghĩa là những cái kiến thức mà về hôn nhân á là tụi em chưa có cập nhật đúng không? Dạ chưa. Em chỉ nghĩ rằng là bây giờ hồi đó là mình yêu nhau rồi, mình lỡ mình có con vậy thì buộc lòng mình phải cưới. Dạ. Đúng không? Nhưng mà khi mình đã cưới nhau rồi thì mình phải cập nhật về cái cuộc sống vợ chồng như thế nào để mà nó thăng hoa hơn, nó thi vị hơn. Như bây giờ tụi em cứ giống như là hai bạn học chung một lớp, xong rồi cùng nấu cơm chung, rồi cùng chăm sóc em bé chung, thì giống như chơi đồ hàng thôi hà, chứ không phải là cuộc sống vợ chồng đúng không? Giờ chị hỏi em có biết vợ em thích cái gì không? Biết thích ăn cái gì. Rồi ví dụ như vợ ước mơ một cái gì đó, nó không phải là chuyện ngày hôm nay nấu cái gì ăn, mà ước mơ một cái gì đó nó đi vào mặt gọi là tinh thần hơn, thì em có biết không? Vậy em có nói với em những cái điều đó như vậy bao giờ chưa? Cái cuộc sống vợ chồng em là đơn giản lắm, về nhà là chồng máy, vợ cái điện thoại rồi hết ngày. Cũng vậy. Tâm sự với cặp vợ chồng xong về tôi đập hết điện thoại. Rồi ví dụ nào, giờ chị hỏi nè, trước khi đi ngủ thì tụi em làm gì? Trước khi đi ngủ chồng em là khoảng chừng 2-3 giờ sáng mới lên, mà chồng em mê chơi game. Ồ. Vợ em thì đi ngủ sớm. Rồi những lúc mà tụi em âu yếm nhau thì tụi em nói với nhau những cái gì? Tới giờ thì khều. Khều, ừ. Rồi có ở hết giờ ơi, thì rồi, xong rồi có vợ yêu hay chị? Là này cái nọ có không? Có chị, không có, không có kêu vợ yêu, chưa bao giờ. Em có thích nghe chồng em nói chữ vợ yêu không? Dạ có. Giống đầm hơi, chị đang nằm trong tiên chương ơi. Thấy đầm hơi không chị? Lâu lâu chị, lâu lâu là tự nhiên nghe kêu sao chị? Vậy á, rồi như vợ em á thì gọi chồng là ông xã hay là gì? Em anh gọi ơi. Thực ra là hai bạn này á, khi mà đến với nhau á, bước vào cái cuộc sống hôn nhân khi mà các bạn còn quá trẻ, mà đã chưa có thời gian để mà có thể thuần nhất được với nhau thì là đã có em bé rồi. Em hiểu không? Cho nên là cái thời gian dành cho nhau gần như là không có. Cho nên bây giờ chị thấy như vậy, tụi em thử bắt đầu lại từ đầu đi. Giống như là hai đứa sẽ đi coi một bộ phim, thì nói ví dụ vậy, phim tình cảm thì càng tốt. Em cứ hình dung đây là cái người bạn gái của em rủ đi, em sẽ làm tất cả những cái mà cái người đàn ông mà khi mà yêu em làm những cái gì, thì em cứ đối làm y như vậy với vợ em. Tại vì thường phụ nữ là cái người thụ động, cái người đàn ông là chủ động, cho nên tại sao chị cứ dặn em thôi mà không dặn vợ em? Dạ. Thì em cứ truyền cái cảm xúc đó đi. Tự động vợ em nó sẽ bật ra những cái mà chưa bao giờ em thấy. Em hiểu không? Thuộc tính phụ nữ là người ta bộc lộ nhiều nhất khi bắt đầu trong quá trình tìm hiểu yêu nhau. Thì bây giờ tụi em bị mất qua cái giai đoạn đó rồi. Cho nên bây giờ tụi em chưa tìm ra được ở nhau cái điều đó. Khi tìm được rồi nó cực kỳ thú vị. Chị nói thiệt á. Dạ. Nha, tại vì con cũng lớn rồi. Bây giờ có điều kiện gửi vợ chồng thử đi. Coi như tôi lấy ngày hôm nay là cái mức đi. Bắt đầu thử đi con, chị nói thiệt ha. Dạ, cảm ơn. Nha. Thử nha. Rồi. Xin cảm ơn. Chúc em thành công nha. Can you speak Vietnamese? Yes, of course. Okay. Chào mấy người Việt mà. Ô, tôi nhìn tôi tưởng là người nước ngoài không à. Xin chào hai bạn. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Sơn Bách, năm nay em 29 tuổi. Hiện nay em đang là nhân viên hàng không ở cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Trời ơi, cao gấp đôi tôi luôn á. Dạ, em là Hoàng Yến, năm nay em cũng 29 tuổi. Em hiện là nhân viên của một công ty Nhật Bản về xuất khẩu. Vậy cũng có dính đến Nhật Bản. Đó. Nhân viên anh bất quê. Anh nói là hai vợ chồng này có cái gì nó nhật cái chồng nó mở nhật gì. Rồi, cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Em với bây giờ em có một bạn thân chung, thì cái bạn chung đó cũng hay đưa hình của nhóm này nhóm kia cho tụi em coi. Thì giờ em thấy hình của em trước, lúc mà em ở sân bay á, thì giờ em đi thì thấy em thì thấy quen, cái định gây chú ý với em cũng đi tới đi lui trước mặt vậy đó. Trời ơi, đang đứng là thấy biết cái bàn tới đi lui. Tại vì á là em thấy quen, em tính lại em hỏi chuyện và em hỏi xem là em có thể nào check in sớm hơn hay được hay không. Thì nhưng mà anh cao quá là cái tầm mắt anh chỉ nhìn phía trên, em thì đứng phía dưới, thế là anh không thấy em, cái em phải đi qua đi lại vậy nè. Mà em đi qua đi lại khoảng chừng 100 bận không? Chừng 2-3 bận nữa. 2-3 bận á? Chứ cũng có duyên á chứ. Chứ giờ thì chị đi xe máy bay, đi sân bay hoài chị có gặp bạn này đâu. Đúng rồi. Giờ ấn tượng sao nè? Em là tại vì em thích những cái người cao. Em có hai người bạn trai trước thì bạn nào cũng cao trên 1m7 hết. Thì lúc đầu nhìn mặt anh này trong hình là em đã thấy rất là thiện cảm rồi. Em đi ra thì em thấy lại cao nữa, thì em rất là kết. Kết? Dạ. Thành ra là đi tới đi lui. Đi tới đi lui để bắt chuyện nhưng mà không được. Thế là đành đi vô luôn. Rồi sao? Xong rồi sau đó là cái bạn chung đó tổ chức đi Singapore chơi. Thì bạn nó mới rủ em. Thì em mới đi theo thì Gặp nữa. Có đi tới đi lui, nữa. Dạ không, lần này là nhìn nhau là thằng luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Khoảng 1.5 năm thì cưới. Trong 1.5 năm đó là chuyện tình của các bạn có trơn tru hay không? Dạ tụi em cũng hợp gu á, nên là ít khi cãi vã chia tay. Chỉ là những cái nhỏ nhỏ vụn vặt thôi. Nhưng mà trước khi đám cưới chừng 6 tháng á, thì bắt đầu là ngồi nói chuyện với nhau để mình sau khi mình cưới mình sẽ có những cái gì với nhau.
thì cãi nhau là em hủy đám cưới luôn. Có nghĩa là chuyện tài chính, bạn á là bạn muốn 5 năm tại vì là nam nữ bình đẳng. Nhưng mà ý em á là em muốn là anh là đàn ông trụ cột thì em muốn anh nhiều hơn là ví dụ như 73 64. Thì anh này anh nặng lời với em, anh nói là em suốt ngày chỉ biết tiền bạc thôi, lúc nào chỉ nghĩ về bản thân mình. Thế là em tổn thương quá, tại vì em không phải là em là người tiền bạc, nhưng mà em muốn là chồng đưa nhiều hơn một chút để em có thể có sự dành dụm. Nhưng mà chồng em thì chưa hiểu lắm nên là nói nặng em vậy. Thì em nói là nếu mà suy nghĩ như vậy không có khớp nhau thì thôi hủy hôn luôn, không đám cưới gì nữa. Rồi em như thế nào? Thì lúc đó em cũng bực, thì nói kêu em đi về, cái em bỏ em đi về luôn. Sao hôm sau em bắt đầu suy nghĩ rồi mới xin lỗi quay lại. Cuối cùng là tôi đang muốn biết là 64 hay 73. Dạ em thì em đưa 75% lương về, còn vợ em chia sao thì em cũng không biết luôn. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau thì như thế nào, em có phát hiện ở vợ mình có một cái thay đổi gì so với lúc trước khi cưới không? Dạ, sau khi cưới thì em thấy vợ em có cái mức độ kiềm chế cảm xúc thấp. Ví dụ như là xài mạng ở nhà anh, mà mạng ví dụ như hay chậm tí là bực lên là cầm điện thoại quăng cái biếu. Hả, đập bao nhiêu cái rồi? Cũng 2-3 cái. Thôi cũng đó. Xong rồi thí dụ như đang nói chuyện gì đó mà thấy không vừa lòng là quay ra bắt đầu hành hạ em. Hành hạ như thế nào? Chơi mấy cái trò mà biến thái với em, thí dụ như là đang đứng cứ quay ra bứt lông rúng, chọc lét, chọc rúng. Nhiều bữa mà bực trong người hay gì á, em đang nằm đó quay qua cắn. Cắn đâu? Tự chỗ em ơi, tùy bữa. Cắn theo cảm xúc á, tùy bữa. Vợ em có cái sở thích quái đản quá vậy? Cắn mỗi ngày như là thú vui vậy. Trời ơi tội nghiệp quá. Như vậy là chắc là bây giờ che là chỉ còn cái hai cái bàn tay là không cắn đâu đúng không? Em có bực mình về chuyện đó không? Dạ thì lúc đầu thì cũng bực nhưng mà sau đấy cũng quen chị ơi. Mà thấy mặt kể rất hạnh phúc. Giờ tới vợ đi. Dạ. Có một cái là ảnh bị bệnh lười, có nghĩa là ảnh đi làm về bữa ảnh không có để một chỗ cố định đâu. Anh cởi ra em không biết cởi như thế nào mà nó thành một cái cục vậy nè chị. Hai cục cái anh quăng giữa nhà. Mà em kêu cất vào thì không, cứ để đấy. Mà cứ đi ra đi vô là ngay giữa nhà. Xong rồi quần cũng vậy, cũng để ngay giữa nhà vậy đó. Mền á, mền ví dụ như em đi làm thì anh dậy sau tại vì anh làm theo ca. Không, để cuộn tròn. Đằng nào tối cũng ngủ mà. Đằng nào tối cũng ngủ nên là cứ cuộn tròn để đó. Mà để em gối rồi như mỗi cái một nơi. Mình về mà mình thấy cái giường nó tẩy hoài lên, mình rất là bực mình, mà nói hoài mà không chịu làm. Xong lúc đầu em còn dẹp nhưng mà lúc sau là em để luôn. Ở nhà thì công việc nhà là ai làm? Trước khi cưới là tụi em đã phân chia rõ ràng. Ví dụ như tỷ lệ 73 64. Dạ 5 năm. Ví dụ như em nấu cơm, phơi đồ thì giờ em rửa chén quét nhà. Bây giờ tụi em mong muốn thay đổi gì? Anh bớt cọc tính lại chút, nhiều khi em con gái thì nhiều khi anh cũng phải nhường em một chút. Chứ đằng này sòng phẳng quá thì em cũng thấy em giống như con trai vậy đó. Sòng phẳng cái gì? Có nghĩa là cọc quá ảnh không có nhường em á. Em muốn là ảnh chiều em hơn. Trời ơi trời, vậy còn chưa chịu nữa sao? Bứt gần hết cái nồi lông rúng rồi. Đó, em chẳng muốn vợ em bớt bứt lông em hả? Không, cái đó là thú vui mỗi ngày rồi. Thú vui rồi, bây giờ chấp nhận rồi, nó là một cái gia vị tình yêu rồi. Ngày nào mà không bứt dám không ăn cơm được. Ủa, chị suy nghĩ hoài cái chuyện tụi em phân chia công việc nhà mà 50-50 làm sao mà sòng phẳng được ta? Là tại vì á, công việc nhà nó rất nhiều những chuyện không tên á, rồi làm sao mà chia? Đây rồi còn có con nữa rồi chia làm sao? 5 năm. Lúc đầu cũng có nhiều cái trục trặc, ví dụ như là đã nói là rửa chén rồi nhưng mà ông cũng để dồn đó. Xong mình thấy nhiều quá thì mình cũng phải đi rửa. Thì lúc đó lại cầu nhau nhau, cãi nhau một chút thôi. Nhưng mà sau nói vài lần chắc cũng hiểu nên là cũng tự giác. Nhưng mà chỉ có mỗi cái tật là cởi vớ với cởi với lại xếp mềm là không làm thôi. Em không hiểu tại sao, nói hoài mà không làm. Vậy thôi khỏi giặt luôn đi. Tưởng nó được bao lâu. Đây là một cuộc sống vợ chồng rất là Tây. Dạ. Thành ra là tụi em nó rất là thoáng trong cuộc sống vợ chồng mà rất là hiện đại. Dạ. Chị thì cũng rất là ủng hộ cái quan điểm này, nhất là cái vấn đề tụi em đã có một cái sự thỏa thuận trước hôn nhân. Nhưng mà theo chị thì mình không thể triệt để được hoàn toàn như những gì mà đã giao ước đâu. Dạ. Chị nói ví dụ phân chia công việc ok được. Nhưng bây giờ em phân chia theo kiểu như thế này, những cái việc có tên nặng là để cho chồng. Dạ. Còn những cái việc mà nhỏ trong nhà, giặt giũ hay là rửa chén hay là những cái dọn dẹp đó em lãnh đi. Còn những cái việc nặng hẳn, tại vì nếu mà có thể chờ được anh không làm, buổi sáng buổi tối anh cũng phải làm. Đó thì chị nghĩ là em nên phân chia lại một chút xíu, hiểu không? Đó ý là như vậy đó. Hai em là chưa có em bé? Dạ chưa. Là do kế hoạch hay là chưa có duyên? Dạ chưa có duyên. Thế tụi em có muốn có em bé không? Dạ có. Trước khi anh nói điều này thì trong một ngày đẹp trời anh nhận được hai tin nhắn của hai cặp vợ chồng từ Đồng Nai và một cặp vợ chồng ở Đà Nẵng. Thì người ta đều nhắn một câu là cảm ơn anh Thuận. Chúng em đã có tin vui đó. Thì muốn chia sẻ với quý vị luôn, ngoài cái vấn đề là tham gia chương trình Vợ Chồng Son được lên truyền hình nhiều, được quý vị biết nhiều, thì một cái điều mà Quốc Thuận cho tới giờ phút này cảm thấy rất vui và tôi rất vinh dự và thậm chí là rất hãnh diện là bởi vì mình mang một chức danh đó là ông mũ. Và nhân đây hôm nay có một cái duyên ngồi với hai vợ chồng em, thì anh Thuận cũng xin chúc hai vợ chồng em mau sớm có một tin vui, sẽ có một em bé kháu khỉnh ra đời nha. Cảm ơn anh.
Trời em ơi, sao có nét phù thê vậy trời. Nhìn vô cái y chang nhau à. Ai cũng nói vậy hết á. Thiệt nha. Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Ba mươi con, con 93. Công việc hiện tại sao em? Em kinh doanh tự do anh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Có thời điểm mà quê của Hà thì ở đâu? Dạ, em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp ở đây. Dạ, đúng không? Rồi, tụi con học trung cấp 3. Cấp 3 là dạ. Nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Ừ. Con là ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Thật ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ. Bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết. Xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thiên nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát. Thì anh này á, ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng dạ. của con là không ưa. Không đúng ưa. Không? Dạ. Lùm. Đó. Vừa xấu mà vừa vô duyên nữa cô. Vừa vô duyên, vừa dạ. xấu, vừa lùm. Chỉ được cái không hát hay. Ưa. Không con cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét rồi cô. Công nhận được mình không? Đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn dạ. tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường. Tại vì ngay lúc đó con chưa nghĩ gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa. Hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm. Hợp đội múa sao tự mà đội hát làm gì chơi. Cô vẫn phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên đó, là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Dạ. Không ghét, không thương, không gì cả đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất giác mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gợn gợn á. Dạ đúng. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Nói vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con thiên nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích anh đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy ok. Muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, ảnh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Anh bảo là ảnh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là ảnh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Đó rồi xong rồi cuối cùng là con, bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ nhiều ạ. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia, mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn đó. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, nhưng mà cái lúc đó con cũng kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á. Đâm ra mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại, tao vẫn nhớ thời đó không biết sao mày cứu quân Hà tốt.
Tao cũng biết nữa. Hào thiệt chứ. Hào cái không? iPhone đúng không cô Vân? Thì cũng do là lỗi của hắn. Dạ. Đúng không? Mới đầu á, coi như cái của cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra. Không nhận ra. Để rồi ở đâu xa xôi dịu dời á, nói chung quay lại thì phải có bài học chứ. Phải trả giá chứ đúng không? Dạ. Đúng rồi. Rồi, bài hát không cho người ta hát cũng chi. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe. Con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học quá cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân là biết cỡ nào luôn. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Thế là thức răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Dạ. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thật sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, tụi con cứ ở với tụi con cứ quen sống nhau á. Cảm xúc dạ dạ cứ trời. Vậy xong rồi tới một ngày. Dạ tới một ngày. Đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Thầy bói coi con cưới. Người ta con là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi cứ quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế ngoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân, cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ lúc cưới đầu, liền. Còn đúng không thợ săn thôi. Lúc dạ, đầu cứng đầu thôi. Coi ba người. Ai cũng khoáng không? Con ngày chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung, không khoáng không? Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông khoáng một câu xong rồi. Còn em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô không? Ba người cả đi coi là ba người bạn cài vô hết cả cái chuyện mà chạy bộ dắt xe cái đó còn dám làm không, nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên nghĩa là mưu mô cỡ nào nhưng mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi còn làm nhanh chóng lắm, ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi không là không làm ăn được đâu. Sợ cả đời. Dạ. Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân, con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đến tháng 10 á, là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm róc rẽn vậy trong vòng đúng một năm. Xây nhà. Dạ, xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng một năm. Để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Dạ không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu, thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhưng mà nó không có, ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á. Thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ. Để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết. Cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á. Tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con là một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là
sinh bé thứ hai liền năm sau luôn, thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ, bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền mà anh ráng rồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng rồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền nhân lên, mà cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok, tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay, mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ, chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó, rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm, xong đi ra quán bán một mình bán, thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng, con làm một lúc á hả 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn một tháng nữa sanh rồi mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó, một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới là rất là mệt luôn. Nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy, tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản, nên là khi mà gặp ảnh ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao, ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị xước đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị xước hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Tức là đập điện thoại, không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, rồi đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá, lâu người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì thường khi đã quá quen á con thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu con nói con nghe coi. Bà nói nhiều kinh khủng, nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là gia đình anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô, bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này với em nha. Ok, để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa là anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật, là con đẻ hai đứa với tim 4 mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tới uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp này. cũng sau khi mà đẻ xong rồi chích xong ra em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nó mỗi lần là mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm bà buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em y rằng ủa về sạc ủa chết em quên rồi, ủa em để đâu ta, ủa đâu rồi ta, rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái thật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ á là ngoài ý muốn đó con. Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều cái vụ mà càm ràm á cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi biết rồi. Không, nó lên level tuy giờ là đỡ rồi phải không, nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là một cái gì đó nó nghĩa là vô tình con
vợ con đi làm á, người ta kêu bả là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều là, và bả làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bả là gọi là dịch vụ khách hàng cao cấp, thì lúc nào bả cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bả, nó hiện là lúc nào bả cũng tỏ ra năng lượng. Tới nỗi cái thằng bảo vệ, ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả con vô tình chung con biết là một cái thùng rác xả cảm xúc. Còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta, tức là khi cô Vân thì khi bãi đi bãi con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha, hai là tương ớt nó y như nhau, nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này. Lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em muốn, em không biết, em mới hỏi anh. Vậy thì, xong rồi, xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn. Mình con nó đầu là, mỗi khi bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D, nhớ Y, như chơi đồng vàng á. Nhưng cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng, còn kiểu như mình kiểu như làm mình, nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn thường, bà chọn cái không? một cái hoàn toàn không liên quan hết, nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng yeah. không bị à. thất thường tại vì anh này là bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Ừ. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á, thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với anh này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á, thì anh sẽ phải gấp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, thì không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi con cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa này, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân. Cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè. Tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha. Cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tụt cảm hứng rồi. Em kiểu ủa cái gì vậy trời? Cái ủa con quay lại. Ủa cái gì vậy em? Ủa cái gì vậy? Nghĩa là đặc biệt thực sự luôn á, là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩ là đã chuẩn bị ok xong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm đã chờ cái tự mình vừa ôm cái con thấy lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền, con thanh thoát liền con không đúng là gì nữa không, con đứng dậy luôn, con đứng dậy con đang đi làm luôn. Rồi cái đó là con mong muốn thay đổi vậy không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thật ra là sau cái biến cố của Vân, một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này, nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó, thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo, không cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên để nguyên si, mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu, có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi, cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi, anh nhịn em đi xíu. Nhưng mà cứ mỗi lần nói là ổng dỗi, mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ổng dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường. Con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà mặt anh hay quạo lắm. Anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ ừ vậy thôi cô Vân.
Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương, vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài. Mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch. ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó hơn, phải quan tâm hơn. Quan tâm con, rồi là con muốn chồng con trưởng thành hơn một chút, đúng không? Tha thứ hơn. Sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn. Giống như làm chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi, và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành thêm một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi, đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa, khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Thôi nói tóm lại là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa, chứ không phải là chỉ một mình chồng sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Cô chị, cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Ok. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha, mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó cô nói nghiêm túc luôn đó. Rồi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào có công việc hết, đứa nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều, đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu không nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói hơn, ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Mỗi đứa sửa chút xíu đi con. Đúng không? Lỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ cho mọi chuyện nó thoải mái, đúng, nó nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị ê rồi cái mở nhạc như vậy mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ. Con gái là ngừa phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha.